hai bên đó. Hai bên đóng. À hình như đúng rồi. Gỡ là muốn gỡ lên mấy cái tấm. À đúng rồi, bằng lăng không đủ. Nhưng mà bằng lăng cái này dán vô vách một mớ rồi thiếu không đủ. Nó gỡ mấy tấm ở trên. Bờ có. Lắp sơ sơ xuống thôi, lắp vài ba cái sơ đất nghĩa địa thì người ta lắp lại á, đây là bán lỗ tiếp đó, còn mình đất gãy mà để đó thì mua đi coi. Mua hai cái này nó lợi. Bây giờ mình làm mới mà mất trồng sầu riêng. Đúng rồi. Trang nhà mới. Em đang làm đây. Mấy là chùm luôn á, bán sầu riêng là chùm luôn á. Từ nãy giờ là quay. Giống như nắng nắng mặn. Tự nhiên nó bị khúc này không à? không có sao mình chịu bao tay vô có lúc nào bao tay nhưng mà nắng với lại mình xài mình hóa chất nhiều đó tự nhiên nó bị cái chỗ này cuối năm đi nắng nhiều em thì đem đem mà chị cho mình đang với em biết con đây chỉ là thôi giờ đang rửa đâu đúng rồi cuối về rồi chỉ có giờ chờ mẹ chú về chú đang làm đang lúc keo lúc đó con chú vậy là đỡ có dụng không ai đừng là tại đây là đang rửa cốt cho thi hài của bán như vậy nè giờ sắp bộ đây vậy sao nó sống được đang chặt keo ở trên lâm trường 2 bắt đầu là thanh tán đi bây giờ đang rửa rồi còn xuống trước không chôn hả hả không bỏ ra bỏ bố trong rừng là về luôn đang làm keo ở lâm trường 2 cái cây để cho ông bảo nó con nó cho nó con để sập cho nước ngấm sương đen hết trời cái này bị ngấm sương cái này không đào 2-3 năm nữa một hết không hết ạ bên ông cũng sập rồi ông bên sập rồi ông sập cây ấy mấy cái hầm chợ là sập rồi cây đó cái quan tài nó quá ấy còn nào cái này như vậy cây này là cây tốt đấy chứ giờ để bày mấy cái xương phụ ra xương đâu có nắng nữa đâu mà đừng sưu bỏ đi chứ cần sương sườn đâu có cần che bạc đâu che bạc cũng hết che dù đó mới mua cây đó mới mua đó
cái hàm này. Cái hàm nó nằm dưới á. Sao cái này trâu cũng nhậu ngồi vậy? Có một hai người đi tăng liên tục nhau thì nó bỏ không nè. Tối ngày cũng này không có đèn là bỏ nha, rồi này kia cũng phải bỏ rồi đó. Ờ đúng rồi. Có mình lên chết rồi đó. Lên về đây. Ờ đây 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 đây. Cái này đâu còn mùi nữa. Mùi nó một cái sơn mà nè. Cái này mà không hút lên là nát cái đầu trên nó nát rồi đó. Nát sợ lắm. Cái mà mấy năm rồi. Bằng tăng vậy là cái cây này nó mất sụp rồi. Tại vì biết sao? Đá nhiều quá là đá rồi xuống kia là đá rồi mà sụp đó. Mình chứng minh ra. Anh coi thử cái mặt ngoài cái này như thế nào vậy? Chúng mình ngồi đây đây nữa. Coi thử rồi, để em chỉnh ra. Rồi. Cái đầu em xíu gì đây này? Có cái này xíu một tí hả? Tại vì xíu gì quá rồi, chỉnh rồi đó, nó bởi hết rồi, chỉ có úp úp lên thôi là em làm ra thành đầu rồi, quá rồi. Đúng rồi. Rồi, được rồi đó. Đúng rồi. Giờ là đang để cốt của bác nằm trong chỗ mát đợi ngày xuống về thôi mọi người. Đúng giờ đúng ngày mới được xuống về để cho bác ở chỗ ổn định. Nhậu tới đây nhậu tới ngày mai luôn á. Anh Hoàng nắm cái vé đó đúng không? Anh Hoàng với anh Đặng là trực chiến ở đây nè. Bao ở đây luôn rồi. Cho anh Hoàng bao ở đây rồi. Bao xô luôn. Tối nay ra đây ngủ. Tối nay ngủ với bác thôi. Tối nay ra. Đó, thêm một trái cây nước trà rượu. Rồi, xin chào nhà mình nha, nãy mình còn đã quay chi tiết cho cả nhà xem sắp bộ hài cốt như thế nào. Bây giờ chỉ có đợi đến ngày đẹp rồi đưa hài cốt xuống huyệt thôi. Rồi mình có gì mình sẽ quay cho cả nhà tiếp. Rồi, xin chào cả nhà nha.